Thưa quý vị, bây giờ cuộc sống càng hiện đại thì con người ta càng đề cao cái đẹp. Phẫu thuật thẩm mỹ làm đẹp vì thế là chính đáng và là nhu cầu ngày càng lớn của rất nhiều người. Tuy nhiên chi phí lại không hề rẻ, nhất là với những thủ thuật phức tạp, chuyên sâu. Nhu cầu thì có, nhưng kinh phí thì không phải ai cũng đáp ứng được. Cầu sinh cung, thẩm mỹ chui vì thế cũng ngày càng nhiều. Chỉ cần trả đủ học phí từ 7 triệu cho tới 30 triệu đồng, không cần bằng cấp y tế gì hay giấy tờ gì, một người bình thường như tôi hay như quý vị cũng có thể được nhận vào lớp đào tạo từ cơ bản đến chuyên sâu phẫu thuật thẩm mỹ, tiêm filler. Những khóa đào tạo này đang được quảng cáo cũng rất công khai trên mạng xã hội. Được thực hành nhiều hơn lý thuyết, được trực tiếp làm trên người thật, học phí thấp và được ra nghề ngay. Đây là quảng cáo của các trung tâm đào tạo thẩm mỹ chui. Luôn cập nhật công nghệ và kỹ thuật tiêm mới nhất, giáo viên luôn kèm sát học viên mỗi khi lên mẫu, chỉnh sửa cẩn thận, chỉ ra lỗi sai để học viên rút kinh nghiệm ạ. Học viên được thực hành mẫu liên tục để nâng cao tay nghề mọi người nhé. Tay run rẩy, kéo còn cầm ngược. Những học viên này đang thực tập bóc bọng mắt, mỡ mắt không phải là trên mô hình mà là người thật. Cầm dao phẫu là phải chắc chắc tay, không được phép để hờ hững trên này trên mặt của khách. Liệu một phát con dao này nó liệu một phát chỉ có nó đứt. Mình rạch này, mình rạch một cái đường này. Kéo căng ra 3 chiều cho em. Cũng vì không có kiến thức nên bạn đâu là học viên lại rạch. Còn những học viên khác thì đứng ở bên cạnh, dùng điện thoại để quay lại và cười đùa. Thậm chí còn để dao trên mặt người làm. Sát khuẩn, sát khuẩn, sát khuẩn. Đeo thêm một chiếc đôi găng tay đi. Mổ bụng người ta quên kéo mổ người ta. Cơ sở gội đầu dưỡng sinh này cũng đào tạo thẩm mỹ chui. Chỉ sau một buổi học lý thuyết và tự bỏ tiền mua chỉ thì học viên đã được chọc kim lên mặt để căng chỉ. Vì thế, hoàn toàn có thể cắm kim vào mặt người mẫu. Nhưng lúc sau thì không biết là căng chỉ như thế nào như trường hợp này. Cứ để vào này. Chị đẩy nó lên nó đau. Ừ. Đẩy xuống. Ừ. Chứ bây giờ mình căng nào để biết thì vào cho nó. Chị nhìn này. Cao cao lên này. Chị nhìn này. Ừ. Ừ. Chị đi này thì em. Mỗi khóa học này có từ 7 đến 10 học viên. Nếu mỗi người chỉ đóng 7 triệu đồng thì cơ sở này đã thu về 70 triệu đồng cho một khóa. Nhưng để có thể hành nghề nhanh chóng và làm được nhiều thủ thuật, thường học viên sẽ học nâng cao với số tiền là 30 triệu đồng một khóa. Để ghi lại một phần những hình ảnh trong phóng sự vừa rồi, thì một đồng nghiệp của chúng tôi ở báo Dân Việt đã thâm nhập vào một lớp đào tạo như vậy. Chỉ sau có 3 ngày học thôi, chị đã được cấp chứng nhận đào tạo là chuyên gia thẩm mỹ. Và sau đây là chia sẻ thêm của chị về những gì đã chứng kiến. Sau khi nộp số tiền là 25 triệu đồng, đào tạo chuyên sâu cắt nhấn mí mắt. Đồng nghiệp của chúng tôi đã được thêm vào một nhóm Zalo có 7 học viên khác để trao đổi chuyên môn. Giáo viên là một chủ cơ sở thẩm mỹ nổi tiếng, được giới thiệu là có kinh nghiệm gần 10 năm. Tuy nhiên, khi được hỏi về bằng cấp, thì người này từ chối cung cấp. Người ta chỉ giới thiệu bằng miệng và những cái người học thì cũng rất là tin tưởng, nghĩ đấy là bác sĩ thật. Rồi kể cả những người làm mẫu cũng nghĩ là vào đấy thì bác sĩ sẽ làm cho chứ không phải là học viên làm. Nhưng thực ra khi nằm lên giường nhắm mắt thì là học viên làm. Toàn bộ lý thuyết được dạy trong một buổi sáng. Đến buổi chiều, lớp được thực hành trên người mẫu. Học viên từng làm thẩm mỹ thì có chút tự tin hơn khi cầm dao, cầm tiêm. Nhưng đa số học viên đều lóng ngóng, không biết làm sao cho đúng. Thông thường là cái mỡ ở mắt ấy thì nó cũng có cái tác dụng bảo vệ mắt. Thế nhưng mà học viên không biết, cứ kéo cả túi mỡ lên cắt. Đấy nó cũng là một trong những cái có thể gây ra biến chứng. Họ vệ sinh dụng cụ, cái người dạy ấy, thì chỉ dặn người vệ sinh là rửa bằng nước sôi nhé. Làm cho mẫu này xong rồi họ sẽ đi rửa nước sôi thôi. Bản thân người làm mẫu không hề hay biết trở thành vật thí nghiệm của những người không hề có chuyên môn. Cái cách thức họ dụ dỗ chủ yếu là không mất tiền và vẫn được làm đẹp. Thì nhiều người cũng cả tin, cả nể quá. Đến để làm mẫu, chấp nhận để giao những cái sức khỏe, tính mạng của mình cho người khác. Theo đồng nghiệp của chúng tôi, một số học viên của học ngắn ngày này đã mở spa để hành nghề.
phải nói là thật đáng sợ. Học có vài ngày thôi mà những học viên này đã đi về để đi tiêm, đi căng mặt, đi cắt, đi nhấn mí cho người khác. Không có kiến thức gì về y tế cả, không được đào tạo cách bài bản gì hết. Thế nên là cũng dễ hiểu khi đã có những trường hợp biến chứng xảy ra, thậm chí đã có những người tử vong vì những thủ tục làm đẹp như thế này. Còn với những khách hàng ham rẻ à, hay là thấy tiện, không ít người với rất nhiều những lý do đã tìm tới những spa, những hàng cắt tóc để làm các thủ thuật vốn dĩ là chỉ nên làm ở những bệnh viện, những trung tâm thẩm mỹ được cấp phép và có uy tín. Tìm hiểu của phóng viên chúng tôi. Sau khi xem quảng cáo về một phương pháp hút mỡ bụng nhanh, giá rẻ và giảm được hơn 10cm, bệnh nhân này đã tìm đến spa để thực hiện. Bệnh nhân cho biết, spa này chỉ được chăm sóc da và người thực hiện không có bằng cấp hay liên quan đến y tế. Mình cũng không tìm hiểu rõ ấy, nên mình cứ thấy họ làm được nên mình cứ đi theo làm, không phải gây mê đâu. Cũng chỉ có gây có giảm đau để họ có cái que để chọc vào đây để hút mở rãi, được khuyến mại nữa nên hết gần 30 triệu đấy. Một tuần sau khi hút mỡ bụng, bệnh nhân thấy bụng xuất hiện nhiều nốt sần, sưng đỏ và đã đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để khám. Những ổ áp xe sẽ rải rác ở khắp trên thành bụng. Thì hiện tại thì chúng tôi đã tiến hành là trích sạch những cái ổ áp xe cho bệnh nhân và bằng những cái phương pháp nuôi cấy thì xác định là bệnh nhân này đã nhiễm cái vi khuẩn Mycobacteria không phải lao. Và nếu như mà bệnh nhân phẫu thuật thẩm mỹ ở những cơ sở không đảm bảo về môi trường, về phòng mổ cũng như là về trang thiết bị y tế không đảm bảo vô khuẩn thì sẽ rất dễ nhiễm cái vi khuẩn. Gần đây, Bệnh viện Da liễu Trung ương cũng thường xuyên tiếp nhận các trường hợp biến chứng làm đẹp sau tiêm chất làm đầy. Đặc biệt là trường hợp bệnh nhân 31 tuổi, tiêm chất làm đầy không rõ nguồn gốc. Tình trạng biến chứng sau tiêm filler nó tạo thành ổ áp xe. Tổ áp xe không phải là có mỗi một ổ không, mà nó đa ổ, đa lớp ở nhiều các tổ chức mô sống khác nhau. Nên là cái việc khắc phục, việc nạo bỏ của nó gặp rất nhiều khó khăn và có thể phải kéo dài thời gian điều trị. Một trong những nguyên nhân khiến nhiều người làm đẹp tìm đến các spa vì nhanh và không phải làm bất cứ xét nghiệm nào, chỉ cần nộp tiền là làm ngay. Nhưng việc xét nghiệm và tư vấn lựa chọn phương pháp tại các cơ sở y tế là để đảm bảo an toàn cho người làm đẹp. Theo các quy định hiện nay thì chỉ những bệnh viện, những cơ sở đào tạo y khoa được cấp phép mới được mở các khóa học cho bác sĩ, cho y sĩ, cho điều dưỡng về phẫu thuật, tiểu phẫu hay là tiêm truyền. Nhưng để trở thành một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ và được cấp phép hành nghề thì còn phải mất ít nhất là 10 năm, trong đó có 3 năm đào tạo chuyên sâu. 6 năm học đa khoa, 3 năm học nội trú, thêm nhiều năm học tập ở nước ngoài, tích lũy kinh nghiệm thực tế. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Phạm Thị Việt Dung, trưởng khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ của Bệnh viện Bạch Mai mới tự tin cầm dao kéo thực hiện các ca phẫu thuật thẩm mỹ. Bao gồm rất là nhiều các cái điều kiện khác nhau, bằng cấp chứng chỉ. Bây giờ một cái bác sĩ mà để được cấp phép hành nghề phẫu thuật thẩm mỹ rất khó. Một bác sĩ mà nhìn cái lộ trình thôi, mất 10 năm. Trong khi đó, ở các cơ sở đào tạo chui không giáo trình, học viên chỉ cần học 3 đến 7 ngày đã có thể tự tin cắt mí, bóc mỡ mắt và tiêm filler cho khách hàng. Có nhiều người tìm đến học. Bây giờ đây là buổi chiều và cô giáo em thì đang thực hiện tiêm thái dương cho bạn khách. Người ta nghĩ rằng nếu như mà không đạt được hiệu quả thì người ta cũng chỉ mất tiền thôi. Nhưng mà thực tế ra thì không phải như thế. Mà cái người ta mất có thể là những cái gì mà vĩnh viễn không thể lấy lại được. Đấy là cái hình thể của cơ thể, đấy là cái chức năng của các cái cơ quan bộ phận như là mắt rồi não, đấy là tính mạng. Nếu như mà những cái đó là những cái mà không ai có thể bảo hành, không ai có thể bảo đảm được. Ngoài cái việc mà đào tạo bài bản rồi là làm theo quy trình rồi là kiểm soát của bộ và sở. Vậy mà nhiều người vẫn tìm đến cửa hàng cắt tóc spa để làm các kỹ thuật làm đẹp, để rồi gặp biến chứng, ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí là tử vong. Thực tế thì cũng đã có rất nhiều những cảnh báo được đưa ra về những hậu quả, những tai hại khi làm đẹp ở những cơ sở không phép như vậy.
và có lẽ là cũng chưa đủ để nhiều người thay đổi. Và hy vọng là chương trình hôm nay sẽ thêm một lần nữa để quý vị có thêm những cảnh giác. Bởi vì khi còn có cầu thì sẽ có cung. Khi những người không còn ham rẻ để làm đẹp với giá rẻ nữa thì những cơ sở này mới có thể phần nào giảm bớt lượng khách hàng.